Chào quý vị khán giả, chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước. Út xin mời quý vị khán giả cùng đồng hành xem video khu di tích lịch sử. Đây là hồi đời cổ xưa đám cưới nha cả nhà. Đây, đám cưới thường thường là có ông mai, rồi cô dâu với chú rể đây. Đó, buộc tay bằng chỉ nha cả nhà. Mấy cái đời cổ xưa đây, hồi xưa Út làm ruộng cũng tát nước bằng này nha cả nhà. Cái này là cái nôm để mình đi nôm cá. Cái này là gánh nước nha cả nhà. Hồi xưa gánh nước bằng này không à, này thì tát nước mạ. Út cũng có từng tát nha cả nhà. Đây là người ta móc con bò lên kéo để dành kéo lúa cả nhà ơi. Đây là đồ cổ à. Cái đồ ở trong đó là để dành đi xúc tép nghe. Út cũng đã có sử dụng rồi cả nhà ơi. Cái cây dài dài đó là để dành thục á. Cây này thì con bò nó sử dụng để đi cày ruộng. Hồi xưa thì làm ruộng thì bằng bò không nghe, trâu bò. Rồi gặt thì gặt bằng tay, cái này lưỡi hái để dành mình gặt lúa nghe cả nhà. Đó, gặt. Đây lưỡi hái để gặt lúa. Rồi thúng, xịa gì cũng bằng tre hết nha. Bây giờ thời đại văn minh xài gỗ xịa đồ bằng mũ không à. Đây mấy đồ này là đồ cổ không nha cả nhà. Lâu năm lắm rồi, lâu đời lắm. Đây Út mời quý vị khán giả cùng đồng hành với Út xem đồ cổ ha. Đây là mấy cái đời đồ cổ xưa. Ô, cặp bò rất đẹp nha cả nhà. Đặc biệt là bộ bàn ghế này là lâu đời lắm. Đang mua luôn cả nhà. Đây, mấy cái hũ này cũng xưa dữ lắm rồi. Đồ cổ. Cả nhà nhìn thấy đẹp không? Mấy cái đồ này là xưa dữ lắm rồi đó ha. Bằng đồng. Mô Phật. Ủa cái gì trong đó gió hù hù vậy? Nhìn xem coi, không thấy lửa cháy mà chỉ nghe gió hù hù cả nhà. Đó, Út mở thử coi cái gì trong này. Không có gì hết nhưng mà hù hù luôn cả nhà ơi. Đó, đâu có thấy lửa đâu. Không có nấu gì hết mà gió hù hù mát lắm cả nhà ơi, mát lạnh luôn. Trời ơi, được cái này là mình đã. Cả nhà nhìn xem. Hồi xưa là mình xây lúa bằng cái này nha cả nhà, không có mái chà mình xây. Xây xong cái còn thóc lại cái mình đâm cả nhà ơi, đâm nè, đâm rồi sàn. Cái này cũng vậy nè, đâm. Cái này mình để đâm bột, đâm thóc, đâm lúa gì cũng được hết. Rồi quý vị khán giả xem video nếu có thích cho Út xin một like nha cả nhà. Một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để Út ra nhiều video cho quý vị khán giả mình cùng xem. Đây, khu di tích lịch sử nhà cổ xưa cả nhà. Cảm ơn quý vị khán giả đã cùng đồng hành với Út xin nha. Út xin chúc quý vị khán giả luôn luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Mọi điều thành công tốt đẹp, máy bay cả nhà thân yêu, hẹn gặp lại.